Xin chào các bác, quay trở lại với kênh YouTube của tôi là Hải. Tình cờ hôm trước thì tôi có xem được một vài video của ai thì tôi không tiện nói tên đây, nhưng mà thực ra thì họ là những người không hiểu gì về gì về cây kỳ Hải Nam, và họ nói như thế thì nó hỏng hết và sẽ làm cho bà con và các bác chúng ta hiểu sai hẳn về dòng kỳ Hải Nam. Thì ở video hôm nay tôi sẽ làm cụ thể cho mọi người về cây kỳ Hải Nam, bởi ở trong cái video đó người ta nói là cây giống kỳ Hải Nam, cây ghép ấy, cây kỳ Hải Nam ghép ấy, là không có trầm từ bên trong cây ghép đó. Như thế là hoàn toàn sai. Thì cái quy trình và cái quá trình tạo trầm của cây kỳ Hải Nam như thế nào thì tôi sẽ nói rõ ở trong video hôm nay để cho mọi người có thể hiểu được. Thì đây chính là cái lứa cây kỳ Hải Nam đường kiệt mà tôi vừa đưa về. Cây cao khoảng 1m, 1m2 này, vừa đưa về xong hôm qua nên cây nó hơi rũ một chút. Hôm qua vừa về tất cả một lứa, bởi vì tôi xuất rất là nhiều. Tại công ty tôi xuất đi mỗi ngày, đi xuất đi rất là nhiều cây, và nó cây nó phải về liên tục. Và nếu hàng ngày cứ quay video nhập cây về rồi bán cây đi cho mọi người thì đăng nó không xuể. Thực ra thì muốn quay những cái ý chính cho mọi người thôi. Thì tình cờ hôm trước xem được cái video như thế thì muốn chia sẻ cho mọi người như thế này. Thứ nhất là cái quy trình và cái cách tạo trầm của gió bầu của trầm hương kỳ Hải Nam này như thế nào. Bản chất thì không riêng gì kỳ Hải Nam, tất cả các dòng gió bầu Việt Nam mình cũng vậy, nó sẽ tạo trầm ra từ những cái vết tổn thương. Và cái quá trình để nó, cái thời gian đủ để nó có thể bắt đầu tiết ra cái dầu trầm và nó tạo thành cái dầu trầm đó thì nó dao động từ khoảng 8 tháng cho đến ngoài 1 năm, thậm chí 2 năm thì nó mới có thể tiết ra được cái dầu trầm đó. Thì cameraman cứ đứng im đó để tôi lấy một cây như này cho mọi người hiểu rõ. Đây, sẽ là hai cái mẫu cây như thế này để cho mọi người có thể hiểu được. Đầu tiên đây chính là một cái cây mới ghép được có 3-4 tháng thôi. Mắt ghép nó mới được có vài tháng thì nó mới lên được có một chút như này thôi. Và từ những cái mắt cắt này này, đây là cái phần mắt cắt từ khi họ bắt đầu ghép, và sau đó họ sẽ ra những cái nhánh mới như này. Đó. Thì những cái mắt này chắc chắn sẽ chưa có trầm. Tại sao tôi nói như vậy? Vẫn là cây kỳ Hải Nam nhưng hiện tại đối với cây này chắc chắn chưa có trầm, bởi vì là nó mới cắt những cái vết này này mới có vài tháng thôi. Nó chưa đủ thời gian, bởi cái vết, thậm chí cái vết thương chưa lành, và nó chưa đủ thời gian để tiếp tục nó tiết ra cái dầu trầm để nó có thể cô đặc lại được thành cái trầm, gọi là trầm hương. Mọi người hiểu nôm na như thế. Nhưng đối với những cây non này chắc chắn không bao giờ có, kể cả từ khoảng 4 tháng đến 6 tháng nó cũng tỷ lệ có rất là thấp. Và những cái mắt này đây, cắt luôn cho mọi người xem đây, đôi khi nó vẫn có, đôi khi có những cây nó bản chất từ cây mẹ nó sẽ có luôn, nhưng đối với đa số là sẽ không có, bởi vì là nó còn rất non đây, trắng nhé, mọi người nhìn trắng. Đây là cái rác thôi, không có gì hết đó. Đây là cây kim sa non này. Còn đối với ở cây đằng sau tôi đây, cây ngoài 1 năm tuổi, thì cái tỷ lệ tạo dầu trầm của nó rất cao rồi. Rất nhiều cây đang bắt đầu tạo dầu trầm. Bởi tại sao? Bởi nó đã đủ cái tuổi của nó khoảng gần 1 năm tuổi. Thì cái tốc độ tạo dầu của nó ở những cái mắt cắt này này, đây chính là những cái mắt cắt ngày xưa này. Nó chính là cái phần này này. Đây nó chính là cái phần đầu mà khi họ cắt ra một cái mảnh nhỏ như này để họ ghép vào cái mắt này, thì đây chính là cái điểm mô của nó ngày xưa. Thì khi nó đủ lớn rồi ấy, thì nó cái mô này sẽ tự ăn liền vào thân. Nó không còn tách ra như thế này nữa. Đó. Thì từ những cái điểm mô này này thì có những cây nó sẽ bắt đầu có dầu trầm rồi đấy. Tôi cây này chưa gọt gì nhá, chưa gọt, chưa khoan, chưa cấy gì nhá. Đây là một cây được gần 1 năm tuổi này, ghép được gần 1 năm tuổi này, nó cao gấp rất nhiều lần so với cây kim sa này đấy, mọi người nhìn thấy phân biệt được ngay. Thì tôi sẽ cắt luôn cái mắt này, cắt trực tiếp nhá, chứ người ta bảo là cây giống này không có thì cũng không phải là đúng. Đây, cắt mọi người nhìn phát là bắt đầu thấy tê đen rồi này, bởi vì đang bắt đầu ăn dầu trầm vào đây rồi này. Đó, thấy chưa, sâu vào dần này. Đó, đây, đen hết ở cái mắt này rồi này. Còn cái này nhá, là trắng luôn. Đây, mọi người nhìn thấy khác nhau chưa? Một bên đen, một bên trắng. Bên này là trắng này, còn bên này bắt đầu đen này. Cam nhìn rõ được không? Đó, đây bắt đầu đen này. Thì đây chính là đang tiết ra cái dầu trầm. Còn bên này là trắng phau. Bên kim sa non này là trắng phau, còn bên này bắt đầu đen. Từ cái này tôi cạo có thể cạo được ra trầm luôn. Đó, càng cao vào càng đen này, mọi người thấy chưa, khác hẳn luôn. Đây, cạo cây khác cho mọi người xem. Thì tùy cây, có những cây sẽ tạo ra đen kịt luôn, còn có những cây thì nó hơi non một chút. Đây, thử nốt cây này cho mọi người thôi, vì cạo nhiều quá là nó chuột hết cây. Đó, đây bắt đầu tràn dầu trầm vào đây. Thì ông nào bảo là không có dầu, đây không là dầu thì là cái gì? Đây không phải là rác nha, mọi người phải hiểu nó rõ như thế. Rác thì nó không bao giờ được như này hết. Rác thì nó sẽ trắng phau. Hôm nay bắt đầu tràn dầu trầm này, mình nhìn thấy chưa, đang tràn dần xuống, bởi vì nó phải có đủ thời gian để nó có thể tràn được. Đây, bắt đầu càng vào sâu nó càng ăn dần này. Đó, thôi cạo nốt cây này thôi, như thế cũng đủ để chứng minh cho mọi người xem rồi. Còn đối với cây non này thì tôi cũng khẳng định mọi người luôn, cây non này không bao giờ có hết.
tỷ lệ có thể vẫn có nhưng tỷ lệ rất thấp. Còn những đối với những cây già này, nó phải có đủ thời gian để nó có thể tiết ra được cái nhựa, nó chữa lành cho cái vết thương đó thì nó mới ra được dầu trầm. Và quá trình sau này khi 3 năm chúng ta bắt đầu khoan nó cũng như thế, thì sau khi khoan 3 và năm thứ 3 thì phải vào năm thứ 5 bắt đầu nó mới cua đặc được lại cái dầu trầm từ những cái vết khoan đó. Thế mọi người phải hiểu tại sao những cây 5 năm tuổi, 6 năm tuổi tôi cạo mà nó đen như thế. Mọi người phải hiểu nó cái nguyên lý tạo trầm của nó như vậy. Còn những ai mà nói bảo là lùa gà này kia cây giống cạo ra làm gì có trầm như thế, nó hoàn toàn sai. Cho nên thế những người chưa hiểu gì về cái nguyên lý tạo trầm của cái trầm hương. Kể cả những người bán giống, tôi không nói rõ tiện nói tên ở trong video này, nhưng đấy mọi người có thể xem, có thể tình cờ xem được thì mọi người có thể thấy. Người ta bảo là làm video thì cạo ra có trầm, thì lúc gửi cây đến không có trầm. Nên mọi người muốn mua cây ở tầm nào? Cây như thế này, đối với dòng đường kiệt thì nó có những cây cao như thế này, nhưng đối với những dòng mới như dòng hồng kỳ, tâm kỳ, kim sa vô dầu thì nó rất là ít cây cao. Bởi vì cây cao bên Trung Quốc họ trồng khá nhiều rồi, thì sau khi quá trình một năm cây mẹ nó hồi lại, bắt đầu người ta mới ghép tiếp lứa mới. Và những cái lứa mới thì nó còn rất là non. Và đó tại sao tôi nói mọi người, và tôi dám cam đoan mọi người là sau một năm trồng chắc chắn sẽ có trầm, là tôi cam đoan mọi người là đó như vậy. Tại sao tôi lại dám cam đoan? Bởi nó phải có những cái dẫn chứng như thế này thì tôi mới dám cam đoan mọi người, chứ không phải là không. Còn đối với những cây non mọi người cao trắng phau, nó chia sẻ một chút về cái nguyên lý tạo trầm của kỳ hải nam và những cái thông tin như thế nào là thông tin đúng ở trên mạng hiện nay, chứ không phải là mọi người xem người ta nói nó đúng đâu. Hiện tại ở trên mạng người xem phải chọn lọc lắm, trăm người bán vạn người mua, ai cũng muốn bán cây, ai cũng nói hay nói tốt hết cả đó. Và nếu cần mua những cây giống kỳ hải nam đúng chủng loại, kể các bác muốn cần mua những cây mà tôi cạo sẵn có trầm như này luôn, kiểm định chắc chắn có trầm luôn. Nếu mọi người cần, mọi người đến đây tôi, mọi người đi kiểm định xem có phải có trầm không luôn, tôi dám đi với mọi người luôn, điều chắc chắn. Thì nếu các bác cần những cây có trầm như này luôn thì tôi cũng cung ứng cho mọi người bình thường, cạo sẵn có trầm luôn. Nhưng cạo sẵn có trầm này khi ship về cho các bác và bà con thì có thể mọi người trồng từ những cái vết đấy không chăm bón cẩn thận nhá, bị mưa bị nắng vào nhá, nó sẽ bị nấm bị nủm, rất là dễ nhiễm bệnh, thì những cây đó rất là kém. Tại sao tôi khuyến cáo mọi người là chúng ta không nên cạo khi mà mua về. Và những hình ảnh như này, hoặc mọi người đến trực tiếp vườn tôi cạo cho mọi người, bởi vì ở vườn tôi còn có thể là dưỡng lại được nó cho nó hồi, chứ khi mọi người mua về là mọi người mất tiền rồi đó. Và khi nó bị hỏng vì những cái vết đấy, tôi không bao giờ hỗ trợ đổi cho mọi người, rất là khó, bởi vì nó là cái vấn đề khi mọi người đã cắt cạo ảnh hưởng đến cây, và không phải vấn đề do bên tôi đó. Khi mọi người yêu cầu thì tôi mới làm thôi, và mọi người chấp nhận với cái việc rủi ro của nó thì tôi mới làm. Còn mọi người muốn test gì có thể đến trực tiếp vườn của tôi sẽ cho mọi người test kiểm tra cây thoải mái, muốn cạo cây nào thì cạo, mọi người hoàn toàn yên tâm. Và liên hệ trực tiếp cho tôi là Hải, hiện tại tôi là giám đốc điều hành trực tiếp công ty giống cây trồng Tam Đảo, theo số điện thoại đính kèm ở dưới video có hai số, mọi người liên hệ số nào cũng được, tôi sẽ nghe máy để tư vấn cho mọi người ngay. Và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.